Bonjour à tous, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp cùng Van Français avec Van. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chuyên mục mỗi ngày một bài báo, Un jour, un journal. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. Bài hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Jour férié. Quel impact sur l'économie? Jour férié có nghĩa là những cái ngày lễ hội. Quel impact? Impact có nghĩa là tác động. Tác động nào? Sur trên l'économie, trên nền kinh tế. Ngày lễ tác động nào trên nền kinh tế? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản tiếng Pháp. Selon l'INSEE, chaque jour férié qui n'est pas travaillé coûte autour d'1,5 milliard d'euros à l'économie française. Donc a priori, la semaine prochaine, entre le 8 mai et l'Ascension, la perte devrait se situer entre 4 et 6 milliards pour ces 4 jours chômés. Tout simplement parce que l'économie promet de tourner au ralenti de nombreuses entreprises. Ferme leurs portes, surtout que les écoliers n'ont pas classe. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car si on a une vision globale sur l'année, ces pertes seront vite effacées. 2024 est en effet une année bissextile avec un 29 février travaillé et deux lundis ouvrés de plus que d'habitude. Donc l'effet de ces pontes est vu à du cœur. De mer sera compensé, la croissance annuelle n'y perdra pas. Des perdants mais aussi des gagnants. Et puis certains secteurs, comme le tourisme, en profitent qu'à ces jours fériés de mer dans l'occasion de partir un peu. On l'a vu l'an dernier, malgré l'inflation sur le seul mois de mer qui comportait le traditionnel jour férié, les campings et tout le secteur de l'hôtellerie de plein air ont enregistré une hausse de 20% de fréquentation. Et cette année sera tout aussi porteuse. Pour le week-end de l'Ascension et de la Pentecôte, les gîtes de France notent déjà un taux d'occupation de plus de 80%, soit un très bon niveau pour la saison. En fait, en économie, il y a des phénomènes de vase communicant. Ce que l'on perd d'un côté ou le gagne de l'autre. Par exemple, ces jours fériés, c'est de l'activité en moins pour l'industrie ou le bâtiment, puisque de nombreux chantiers vont être à l'arrêt. Mais c'est du plus pour les restaurateurs, le secteur de loisirs. La fréquentation des musées, des cinémas y gagne. Les transports aussi, puisque la SNCF fait le plein avec de nombreux trains complets. Selon l'INSEE, chaque jour férié qui n'est pas travaillé coûte autour d'1,5 milliard d'euros à l'économie française. Donc a priori, la semaine prochaine, entre le 8 mai et l'Ascension, la perte devrait se situer entre 4 et 6 milliards pour ces 4 jours chômés. Tout simplement parce que l'économie promet de tourner au ralenti. De nombreuses entreprises ferment leurs portes. Surtout que les écoliers n'ont pas classe. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có selon l'INSEE, theo l'INSEE. Đây là một cái viện thống kê quốc gia của Pháp. Chaque jour, mỗi ngày. Chaque jour férié, đây là tính từ thuộc về lễ hội, liên quan tới lễ hội. Qui n'est pas travaillé, mỗi cái ngày lễ mà không làm việc. Coûte, động từ coûter, có nghĩa là có giá hay tốn kém. Có giá khoảng, có nghĩa là tốn mất khoảng 1,5 tỷ euro. À l'économie française, đối với nền kinh tế của Pháp. Donc, a priori, donc ở đây chúng ta sẽ có một cái liên từ chỉ hệ quả, nghĩa là vì vậy. A priori là về nguyên tắc hay ban đầu. Vì vậy ban đầu đấy. Về nguyên tắc ấy, là semaine prochaine. Tuần tới, giữa entre 8 mai, giữa ngày mùng 8 tháng 5 et l'Ascension. L'Ascension đó là cái lễ thăng thiên. Đây là một cái lễ kính trong Công giáo và một số giáo phái khác được tổ chức vào ngày thứ 40 sau lễ phục sinh. La perte, chúng ta sẽ có danh từ la perte là sự mất mát, sự mất đi. Sự mất ở đây có nghĩa là mất tiền ấy. Devrait se situer, có lẽ động từ devoir ở đây nó diễn đạt cái khả năng, diễn đạt cái possibility. Có thể có lẽ là sẽ se situer. Động từ se situer thường là chỉ vị trí. Trong trường hợp này thì chúng ta cũng dùng để chỉ là nằm ở, sẽ dao động, sẽ nằm ở khoảng 4 đến 6 tỷ pour ces 4 jours chômés, cho 4 ngày, 4 cái ngày không làm việc này. Thì ở đây chúng ta có chômés,
Sommeil đây là tính từ, có nghĩa là nghỉ ngơi và không làm việc. Và C ở đây là này, nó chính là tính từ chỉ định. C'est quatre jours sommeil. Tout simplement. Ở đây chúng ta có trạng từ simplement là một cách đơn giản. Tout simplement thì đơn giản đây là nhấn mạnh thôi. Một cách rất là đơn giản là bởi vì parce que l'économie, nền kinh tế, promettre, ở chúng ta có promet, đi từ động từ promettre là hứa hẹn, hứa hẹn. De tourner au ralenti. Tourner có nghĩa là hoạt động hay vận hành. Au ralenti, chúng ta sẽ có cái cụm au ralenti có nghĩa là chậm lại. De nombreuses entreprises, nhiều cái xí nghiệp. Ferme le porte, đóng cửa, động từ ferme là đóng. Surtout que les écoliers, ở đây chúng ta có nhất là những cái écoliers là những cái học sinh. Học sinh tiểu học, non pas class thì không có lớp. Đoạn này chúng ta có thể hiểu như sau. Theo Lindsay, mỗi ngày lễ không làm việc thì có giá khoảng 1,5 tỷ euro đối với nền kinh tế Pháp. Do đó, về nguyên tắc, tuần tới, từ ngày 8 tháng 5 đến lễ thăng thiên thì sự mất mát này dự kiến sẽ dao động, sẽ nằm ở từ 4 đến 6 tỷ euro cho 4 ngày nghỉ này. Đơn giản là vì nền kinh tế Pháp, nền kinh tế có thể hoạt động, hứa hẹn là sẽ hoạt động chậm lại. Và nhiều doanh nghiệp thì đóng cửa, đặc biệt là học sinh tiểu học thì không đi học. Tiếp tục. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Car si on a une vision globale sur l'année, ces pertes seront vite effacées. 2024 est en effet une année bissextile avec un 29 février travaillé et deux lundis ouvrés de plus que d'habitude, dont l'effet de ces pontes et viaduc de mai sera compensé. La croissance annuelle n'y perdra pas. Ở đây thì chúng ta sẽ có này, mais, nhưng, il ne faut pas. Info chúng ta sẽ có cấu trúc như vô nhân xưng info là nên. Thì il ne faut pas là không nên. S'arrêter là động từ arrêter chúng ta sẽ có cấu trúc là arrêter quelque chose là dừng hay ngưng cái gì. Arrêter quelqu'un có thể có nghĩa là bắt ai. S'arrêter là dừng là ngưng. Là tuy nhiên này, nhưng này không nên dừng lại ở đó. Car bởi vì nếu si on a une vision globale. Nếu chúng ta có một cái nhìn, danh từ vision là một cái nhìn, global là toàn bộ, toàn diện, suốt l'année về cả năm, đối với cả năm, chúng ta sẽ có année là cả năm, bình thường on là năm. Chính vì lý do đó chúng ta sẽ thường thấy người ta hay nói là bon année, có nghĩa là chúc cả một năm tốt lành. C'est perte, danh từ perte ở đây bình thường là sự mất mát, thì ở đây chúng ta có thể dịch đó là cái sự thiệt hại, rồi sự tổn thất. Những cái tổn thất này sẽ sớm vite effacer, sẽ nhanh được xóa bỏ. Ở đây chúng ta sử dụng bị động của động từ effacer là được xóa bỏ, bị xóa bỏ. 2024 là en effet. Chúng ta có en effet, thường sau đó chúng ta sẽ đi vào giải thích. Vì vậy thì thực sự thì vào 2024. Une année là một cái năm bissextile. Bissextile đó là liên quan đến nhuận, về nhuận, ở đây là một năm nhuận. Avec với một cái ngày 29 tháng 2 travailler làm việc, nghĩa là sinh ra thêm một cái ngày 29 nữa. Và ngày này thì người ta làm việc. De lundi và hai ngày thứ hai ouvrir. Ouvrir cũng là ngày làm việc, đó là tính từ liên quan đến cái việc làm việc. Ví dụ chúng ta nói jour ouvrir thì chúng ta sẽ hiểu đó là ngày làm việc. De plus que d'habitude, nhiều hơn so với thường lệ. Habitude thì là thói quen, nhưng d'habitude thì là thường lệ. Donc, vì vậy, l'effet. L'effet ở đây chính là cái tác động, cái hiệu ứng de ces ponts, của cái pont và viaduc. Pont bình thường chúng ta sẽ hiểu là cầu, thì đây là những cái ngày lễ, ngày nghỉ bắc cầu. Et viaduc là những cái ngày nghỉ dài. Thì những cái tác động, những cái hiệu ứng của những cái ngày nghỉ bắc cầu và những cái ngày nghỉ vào tháng 5 sera compensé, sẽ được bù đắp, bù trừ. Và la croissance, sự tăng trưởng annuel. Annuel là tính từ thuộc về hàng năm, liên quan tới hàng năm. Cái việc tăng trưởng hàng năm, n'y perdra pas,
thì sẽ không bị thiệt hại, sẽ không phải chịu cái sự mất mát, sẽ không thiệt hại đối với cái điều đó. Có nghĩa là vì tuy là chúng ta sẽ có các cái ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bắc cầu, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể bù đắp đối với cái ngày thứ hai, ngày 29 nhuận và hai ngày thứ hai chúng ta làm việc. Nào lại chúng ta sẽ hiểu như sau này. Tuy nhiên này, không nên dừng lại ở đó. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn nhận một cách toàn diện về cả năm thì những tổn thất này sẽ nhanh chóng được xóa bỏ. Vào năm 2024 thực sự là một cái năm nhuận với một ngày 29 tháng 2 làm việc và hai cái thứ hai làm việc nhiều hơn so với bình thường. Vì vậy, tác động của những cái ngày nghỉ trong cái tháng 5 thì sẽ được bù đắp và sự tăng trưởng hàng năm sẽ không bị chịu thiệt hại. Tiếp tục, les perdants mais aussi des gagnants. Et puis certains secteurs comme le tourisme en profitent qu'à ces jours fériés de mai dans l'occasion de partir un peu. On l'a vu l'an dernier malgré l'inflation sur le ce mois de mai qui comportait les traditionnels jours fériés, les campings et tout le secteur de l'hôtellerie de plein air ont enregistré une hausse de 20% de fréquentation. Ở đây thì chúng ta có này, des perdants. Danh từ perdants có nghĩa là người thua cuộc. Mais aussi, mà còn des gagnants. Gagnants là những người thắng cuộc, người bị thiệt hại và những cái người thắng cuộc. Et puis, tiếp đó này, certains secteurs, một số cái lĩnh vực, danh từ secteur có nghĩa là lĩnh vực, comme le tourisme, như là danh từ đây là du lịch nhé, như du lịch, thì en profiter, chúng ta có động từ profiter, và động từ profiter của chúng ta sẽ có cấu trúc là profiter de quelque chose, hưởng lợi từ cái gì. Car, bởi vì, ces jours fériés, những cái ngày lễ này của tháng 5, de mai là những cái ngày lễ của tháng 5, donné l'occasion, chúng ta có động từ donner được chia là donner, và cả cái cụm donner l'occasion có nghĩa là tạo cơ hội. Tạo cơ hội, đưa ra cái cơ hội để làm gì? Là partir. Partir là đi, rời đi. Un peu, rời đi một chút. Bình thường chúng ta sẽ có cụm là partir en vacances chẳng hạn. Partir en vacances có nghĩa là đi nghỉ đó. Thì đây là tạo cơ hội để mà đi nghỉ ngơi một chút. On l'a vu l'an dernier. Ở đây chúng ta có này, chúng ta thì đã thấy cái điều đó, L phải là điều đó. Điều đó là thay cho cả cái mệnh đề phía trên, là thấy rằng cái lĩnh vực du lịch thì nó phát triển và nó hưởng lợi từ cái ngày lễ này này. L'an dernier thì ở đây chúng ta có l'an dernier là năm ngoái. Malgré l'inflation, inflation là cái lạm phát. Mặc dù thì lạm phát sur le ce mois de mai, về chỉ riêng cái tháng năm thôi, qui comporte les traditionnels jours fériés. Fériés, ở đây chúng ta có động từ comporte chia anh parfait. Comporte có nghĩa là bao gồm, les traditionnels, ngày lễ truyền thống, les traditionnels jours fériés, les campings là các cái khu cắm trại, et tout le secteur và tất cả các cái lĩnh vực de l'hôtellerie. L'hôtellerie là cái lĩnh vực nhà khách sạn. De plein air, ngoài trời này. Ông enregistré, động từ enregistré là ghi, ghi lại, ghi nhận. Une hausse, một cái sự tăng, hausse de, une hausse de 20%, tăng của 20% de fréquentation, của cái sự lui tới. Có nghĩa là có nhiều người ta đến. Ở đây chúng ta có thể hiểu đoạn như sau này. Những cái người thua cuộc cũng là người chiến thắng, nhưng cũng chiến thắng. Và sau đó một số lĩnh vực như là du lịch thì được hưởng lợi từ điều đó, vì những ngày lễ vào tháng 5 tạo cơ hội để mà đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta thì đã thấy điều đó vào năm ngoái, bất chấp lạm phát, mặc dù lạm phát thì chỉ có riêng trong tháng 5, bao gồm các ngày lễ truyền thống ấy, thì những cái khu cắm trại và toàn bộ các cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn ở ngoài trời thì đã ghi nhận cái mức tăng 20% của cái việc là người dân lui tới, cái sự lui tới. Et cette année sera tout aussi porteuse pour le week-end de l'Ascension et de la Pentecôte. Les Gilles de France luttent déjà un taux d'occupation de plus de 80%, soit un très bon niveau pour la saison.
Ở đây chúng ta có cette année và năm nay. Sơ ga động từ être chia ở tương lai. Tu ở đây là trạng từ và nó tương đương với si là rất. Aussi là cũng và porteur giờ là tính từ đầy tiềm năng hứa hẹn. Pour le week-end đối với cái tuần. De l'Ascension đối với tuần lễ thăng thiên. Và Pentecôte thì là cái lễ Chúa Thánh thần hiện xuống hay còn gọi là lễ ngũ tuần đấy. Thì nó là ngày thứ 50 kể từ sau cái ngày lễ phục sinh và kỷ niệm Chúa Thánh thần hiện xuống với các tông đồ theo tân ước. Và ngày này cũng được coi là cái ngày khai sinh ra giáo hội. Les gîtes là những cái nơi nghỉ dưỡng của Pháp. Và gîtes thì thường là nhà nghỉ, nhà trọ. Và thường là những căn nhà ở nông thôn và người ta sẽ sửa sang, trang trí để cho khách thuê hoặc là gia đình thuê giờ du lịch đó. Động từ noter là noter. Động từ nguyên mẫu noter có nghĩa là ghi chú lại, déjà. Đã ghi chú lại rồi ấy. Có nghĩa là họ đã ghi chú lại được một cái. Taux d'occupation, cái tỷ lệ, occupation là danh từ cái sự chiếm đóng, sự sử dụng. Thì thực ra ở đây là chính là cái tỷ lệ mà full phòng ấy, các cái khu nghỉ dưỡng ấy, thì cái lượng đặt phòng là một cái tỷ lệ là de plus de 80% là hơn 80%. Tức là một cái anh très bon niveau, là một cái mức rất là tốt đối với cái mùa này. Đó chúng ta sẽ hiểu như sau này. Và năm nay cũng đầy hứa hẹn, vào cuối tuần lễ thăng thiên và lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, thì những cái nơi nghỉ dưỡng của Pháp thì đã ghi nhận một cái tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Đây là mức rất tốt cho mùa này. Tiếp tục. En fait, en économie, il y a des phénomènes de vase communicant. Ce que l'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Par exemple, ces jours fériés, c'est de l'activité en moins pour l'industrie ou le bâtiment, puisque de nombreux chantiers vont être à l'arrêt, mais c'est du plus pour les restaurateurs, le secteur de loisirs. La fréquentation des musées, des cinémas y gagne. Les transports aussi, puisque la SNCF fait le plein avec de nombreux trains complets. Đó là chúng ta sẽ hiểu như sau là en fait này, đó là thực tế, en l'économie, trong kinh tế, économie là danh từ kinh tế học. Il y a des phénomènes, phénomène là hiện tượng, phénomène de vase communicant, vase là cái bình, communicant, thông thường nó sẽ là tính từ giao tiếp, liên quan tới giao tiếp. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta sẽ có phénomène de vase communicant, có nghĩa là các cái hiện tượng trao đổi giữa các lĩnh vực, có nghĩa là cái này mất thì cái kia sẽ được. Trong cái trường hợp của bài hôm nay thì đoạn dưới người ta sẽ giải thích cho các bạn. Sơ cờ, cái điều rằng l'on perd d'un côté, chúng ta mất ở một cái mặt côté, ông lơ gác nhờ, thì chúng ta sẽ kiếm lợi từ một cái khác, de l'autre. Par exemple, ví dụ, ces jours fériés, những cái ngày lễ này, c'est de l'activité, đó là các cái hoạt động, en moins pour l'industrie, có nghĩa là đối với những cái ngày lễ thì các cái hoạt động trong cái lĩnh vực công nghiệp, l'industrie là công nghiệp, hay le bâtiment là xây dựng, thì en moins là trong cái tình trạng là ít. Puisque, bởi vì, de nombreux chantiers, chantier là công trường, vont être à l'arrêt, cũng être à l'arrêt có nghĩa là nó ngưng, trong cái tình trạng tạm ngừng. Mais, nhưng này, c'est du plus pour les restaurateurs, nhưng mà sẽ nhiều hơn đối với những cái cửa hàng này, hay là le secteur, các cái lĩnh vực, de loisir là giải trí, la fréquentation, cái việc lui tới, sự lui tới, des musées, của các cái bảo tàng, des cinémas, của các cái rạp chiếu phim, y gagne. Nào chúng ta có động từ gagner, à faire quelque chose là hưởng lợi từ cái gì? Thì cái việc lui tới này sẽ hưởng lợi cái việc lui tới viện bảo tàng này và rạp chiếu phim thì sẽ hưởng lợi từ cái điều đó. Có nghĩa là các cái công như trường rồi là xây dựng người ta dừng hoạt động thì người ta sẽ dành thời gian để đi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Les transports aussi và giao thông vận tải thì cũng vậy. Puisque bởi vì này là SNCF là cái hãng đường sắt của Pháp đấy. Faire le plein có nghĩa là lấp đầy. Cụm động từ avec với de nombreux. Nombreux đây thì chính là tính từ nhá. Với nhiều train những cái chuyến tàu complet, tính từ complet là đầy. Ở đây có nghĩa là đầy chỗ, có nghĩa là các cái chỗ ngồi thì đã được người ta mua vé hết rồi đấy. Ví dụ như các bạn xem sân khấu khi mà người ta nói c'est complet có nghĩa là hết vé rồi, đầy chỗ rồi.
Đoạn này chúng ta sẽ hiểu như sau này. Thực tế trong kinh tế có hiện tượng trao đổi giữa các lĩnh vực, bên này mất thì bên kia được. Chúng ta mất ở một cái cạnh này thì chúng ta sẽ giành được từ một cái khía cạnh khác. Ví dụ những ngày nghỉ lễ này, đó là ngành công nghiệp hoặc xây dựng sẽ có ít hoạt động hơn vì nhiều công trường xây dựng sẽ ngừng hoạt động. Nhưng đối với các nhà hàng và khu vực giải trí thì hoạt động này sẽ nhiều hơn. Lượng mà lui tới các bảo tàng và rạp chiếu phim thì sẽ tăng lên, sẽ hưởng lợi từ cái điều đó. Cũng như giao thông vận tải, VSMCF sẽ lấp đầy với những cái chuyến tàu mà kín chỗ. Bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like, share, comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích. Merci à vous, au revoir et à bientôt.